Tùng 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 tùng. Tiếng rộn rã báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp vỡ òa và túa ra như đàn ong vỡ tổ. Những tốp nữ sinh kéo nhau vào căng tin, chọn món ăn nước uống, rồi tụm năm tụm bảy, vừa ăn vặt vừa tám chuyện rôm rả. Xa xa, ngoài sân trường, các nam sinh quay lại một góc để đá cầu, kẻ tung người hứng, kẻ thì reo hò, người vỗ tay, không khí rất ư là náo nhiệt. Đâu đó dưới gốc cây dâm mát, có lác đác vài bạn ngồi đọc sách, cười đùa vang vọng. Xung quanh, hàng cây vượng vĩ khẽ đung đưa, từng tán lá rung rinh nhẹ theo chiều gió. Phía góc bên kia là những chiếc lá bàng già rơi xào xạc dưới sân trường. Đằng xa, mấy thầy cô giáo đang trao đổi với nhau, người bận rộn chấm bài trong lớp, người thì đứng ở lan can mỉm cười nhìn học sinh các khối đang chơi đùa. Tất cả như tạo nên một bản hợp ca tuyệt vời và huyên náo nhất. Trong lớp, tôi chọn cho mình một góc yên tĩnh, ngồi đó ngắm nhìn Hoài với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hoài đang ngồi chống cằm, mắt lờ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Da Hoài trắng lắm, người hơi có chút da thịt nhưng không quá mập, tóc để chấm vai, đôi môi phơn phớt đỏ cứ như gái Đà Lạt, trông rất xinh. Lớp tôi 40 bạn thì nữ chiếm tỷ lệ hơn nửa, trong số đó Hoài được đánh giá là xinh nhất nhì trong lớp. Thành tích học tập khá nổi trội, tính lại thân thiện, vui vẻ nên được rất nhiều bạn nam sinh trong lớp và cùng khối để ý tới. Tùng 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 tùng. Tiếng trống lại gấp rút vang lên, báo hiệu vào tiết tiếp theo. Tiết toán sẽ do thầy Tuấn đảm nhiệm dạy cho khối lớp 12 bọn tôi. Thầy rất trẻ, trông chỉ chừng khoảng 25 đến 26 tuổi, khuôn mặt rất thư sinh, giọng nói trầm ấm nên nữ sinh các khối đều mê mẩn thầy. Lớp tôi cũng không ngoại lệ. Thầy xách cặp táp bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy hô to: "Chúng em kính chào thầy ạ." "Thầy chào các em, mời các em ngồi xuống." Thầy nhìn qua Hoài một vài cái và môi điểm một nụ cười nhẹ rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống. "Giờ thầy gọi một vài bạn lên làm bài tập kiểm tra nhé." Cả lớp đồng thanh: "Dạ." "Em Lê Thanh Hoài, lên bảng." "Dạ." Hoài nhẹ nhàng vén tà áo dài và đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, yểu điệu cầm tập vở đi lên bục giảng. Bên dưới lớp, tiếng các bạn xì xào to nhỏ. "Đó, thấy chưa, tao nói mà, ông thầy đẹp trai thích nhỏ Hoài, mà nó cũng thích ổng nữa kìa. Thầy cứ gọi Hoài lên kiểm tra miết hen." "Ồ, mấy bạn nói xàm, Hoài nó học giỏi thì thầy hay gọi lên thôi. Mày biết gì mà nói?" Tiếng thầy vang lên, đề nghị lớp chúng ta trật tự. Lúc này lớp mới im phăng phắc. "Em Hoài làm bài tập về nhà số 5 cho thầy." "Dạ, thưa thầy." Giải bài toán xong, thầy cho Hoài về chỗ, còn thầy sửa lại bài tập và phê Hoài còn điểm 8. Lớp bắt đầu vào học bài mới. Chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, chúng tôi có tiết học thể dục vào lúc 2 giờ chiều. Mới hơn 1 giờ thôi mà mọi người đã tụ tập khá đông đủ. Trong lúc đợi thầy dạy thể dục tới, học sinh tụm lại từng tốp nhỏ, ngồi rải rác khắp các hàng cây. Nhóm tôi cũng lựa ngay một bóng dâm của cây phượng già gần đó để ngồi, giả dích đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào, kể bạn nam lớp này thích bạn nữ lớp khác, rồi bà cô này khó tính, ông thầy kia đẹp trai, rồi chuyện đi mua sắm đồ ở đâu đang hot. Ôi, tỉ chuyện để nói. Bất chợt, nhỏ Thủy quay sang hỏi Hoài: "Ê, mày mới đi học nhảy à?" Hoài gật nhẹ: "Mày học ở đâu đó?" "Tao học dưới nhà văn hóa." "Mày học lâu chưa?" "Tao mới học 2 tháng à." "Ghê ghê, đâu thử biểu diễn một bài cho tụi tao xem với." "Ok thôi." Hoài đứng ngay dậy, vừa hát vừa nhốn nhảy theo điệu hát, từng cú lắc hông, từng cú đánh tay phối hợp thật nhịp nhàng, khuôn miệng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin, làm bọn tôi trố mắt nhìn theo đầy hào hứng. Kết thúc điệu nhảy, Hoài về chỗ ngồi xuống, còn Thủy vỗ vai Hoài: "Trời ơi, nhỏ này nhảy đẹp ghê bay, vừa xinh lại vừa học giỏi, giờ thêm khoản này nữa thì sao mà thầy Tuấn với bọn con trai không mê cho được, đến tao còn chảy nước miếng nè." Lũ bạn vỗ tay dần dần tán thưởng, tiếng còn mình cất lên: "Đúng đó, đa tài ghê." Hoài cười nhẹ: "Bậy nà, thầy Tuấn làm gì thích tao chứ, toàn đoán mò thôi hà." "Ờ, thầy không thích đâu, mà hôm nào có tiết ổng là có đứa mắt sáng như sao,
Thầy thì nhìn trò đắm đuối, lại còn kêu cả lên trả bài liên tục nữa. Nói tào lao, coi chừng đến tài thầy thì bị ăn chửi nhé con kia. Mày theo dõi tao sao mà biết mắt tao sáng lên? Tao thấy mà. Không lẽ thầy gọi lên trả bài mà mặt mày chủ ụ như cái mâm, lát ổng ghét cho con dở xề thì tiêu. Thầy Tuấn không vô lý như thế, mày đừng có chối quanh. Sao tao phải chối? Hơn nữa, tao có bạn trai rồi, tụi mày cũng biết mà. Còn Hương quay sang lia tia nhìn về phía con Thủy, nói giảm là giỏi, xích. Nói rồi bọn tôi đè nhau ra thọt lét rồi cười vang lên, khiến bọn con trai trong lớp phải ngước nhìn theo. Thầy đến rồi tụi mày ơi. Có tiếng ai đó kêu lên làm cắt ngang câu chuyện. Cả lớp lục tục đứng dậy xếp thành hàng lối ngay ngắn. Thầy bước vào, cả lớp đồng thanh hô to, chúng em kính chào thầy ạ. Ừ, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết nhảy xa, giờ tôi sẽ hướng dẫn các em. Cuối tiết, nhóm chúng tôi rủ nhau ra quán gần trường để ăn bánh trắng nướng quẹt mắm ruốc, món ăn khoái khẩu mà thời học sinh bọn tôi rất thích. Bẻ một miếng bánh tráng quẹt với mắm ruốc me đưa vào miệng, mùi thơm đậm đà đặc trưng của vùng biển thiệt là lôi cuốn. Đứa nào cũng hùng hục ăn với quẹt quẹt, chấm chấm, rồi hồ hởi kể đủ thứ chuyện. Vừa ăn, vừa hít hà vì cay xé, húp vội ly nước mía mát lạnh, nước trồi tuột vào trong khoang miệng, rồi xuống cuống họng như được giải nhiệt, cảm giác thật đã gì đâu. Khi chiếc bánh tráng vơi dần, tôi thòm thèm nhìn miếng bánh còn lại nhỏ xíu trên bàn. Hoài thấy vậy liền nói, chưa đã thèm tụi bay ơi, kêu thêm một cái nữa nhé, ngon. Tôi vội cướp lời, ừ, tao cũng đang định nói. Hoài cất tiếng gọi cô chủ quán, cô ơi, lấy cho con một cái bánh nữa nha cô. Có ngay. Nhìn chiếc bánh tráng giò cô mang ra, bánh nướng chín giòn, ở giữa bánh bỏ một khoảnh mắm ruốc màu nâu, đen sánh. Chúng tôi vội xúm lại giành nhau ăn. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh đã mất dạng, uống thêm ly nước mía nữa là no bụng, đứa nào cũng đã đủ đô. Ăn xong, cả đám lục tục dắt xe về, từng tốp chia hàng ba xe kéo ngang ra đường, mặc cho ai nấy đi xe gắn máy cùng chiều, đều phải bóp còi tinh tinh vì khó chịu. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Thời học sinh thật là hồn nhiên và quậy phá biết bao nhiêu là những kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên được. Sáng nay có tiết giáo dục công dân, môn học phụ mà chúng tôi ai cũng cảm thấy nhàm chán và ngao ngán, lấy tay che miệng ngáp, nước mắt ngắn nước mắt dài liên tục chảy xuống. Tôi khẽ huýt nhẹ tay vào Hoài hỏi, ê mày, tao thấy phim hay có các cảnh hôn nhau, mà mày ơi, hôn nhau có phải là hai cái mỏ sáp vào như vậy không? Hoài cười hí hí, tay khẽ gõ đầu tôi một cái, ngu nè, còn kia sao mày chửi tao ngu? Tiếng cô Ân vang lên, Kiều Nhi đứng dậy, em trả lời tôi xem tôi đang dậy đến đoạn nào. Tôi cứ gãi đầu ngắc ngứ, dạ thưa cô. Vũ ngồi kế bên liền nhắc ưu điểm và hạn chế của quyền dân chủ trực tiếp. Tôi vội trả lời cô giáo, dạ cô đang phân tích ưu điểm và hạn chế của quyền dân chủ trực tiếp ạ. Ngồi xuống đi, lần sau mà nói chuyện trong giờ học thì bị đuổi ra ngoài đứng nghe chưa? Dạ. Tôi tiêu nghỉu ngồi xuống, tiếng Vũ đầy nghiến, còn nít danh mới bi lớn mà hôn với hít. Liếc xéo Vũ một cái, giọng tôi chùa lẻ, kệ tao. Rồi tôi lại quay qua véo Hoài, ê mày, trả lời tao đi chứ. Ờ thì hai cái mỏ chu ra, rồi sáp vào nhau, sau đó hai cái lưỡi lẻ ra. Gì má, nghe mắc ói à, gì mà thẻ lưỡi ra. Đến ông cố nội tao cũng không thể tưởng tượng được ngon cái khỉ gì. Ai cũng nói nụ hôn ngọt ngào, chét nước miếng thì có, khiếp bỏ trà. Mày thử có người yêu đi rồi hôn xem có khiếp không hay là phê như con tê tê. Hoài cười gian tà, còn tôi ngồi được mặt ra và nghĩ ngợi. Quái, thế nào mà nó lại bảo hôn nhau phê lòi, lỡ thằng kia miệng thúi thì hôn vào có mà ói à? Để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng, tôi khèo nó hỏi tiếp. Hôn có ngon không mà phim nào cũng thấy cảnh hôn nhau chùn chụt? Thì như người ta nói đó, rất ngọt ngào và đê mê, mày không thấy thơ văn, bài hát đều ca ngợi nụ hôn à? Bộ mày hôn rồi hả? Mày hỏi mắc cười, có bồ không hôn thì để chưng à? Không hôn sao gọi là yêu nhau?
Nhìn nét mặt ngây ngô của tôi khiến con Hoài cứ bụng miệng cười khúc khích. Tôi vừa mắc cỡ vừa tò mò, hôn nhau thú vị sao? Tôi gặng hỏi tiếp, nhưng hôn như thế mày không gớm à? Hôn người mình yêu thì gớm gì, sướng gần chết. Mày không nghe câu hôn là hành động cho đi và nhận lại nước miếng của nhau à? Thì tao đâu biết câu đó. Nhưng sao cứ thấy gớm gớm thế nào ấy, khiếp lắm. Mai sau mày có bồ sẽ hiểu lời tao nói. Giờ chưa có bồ, có nói mày cũng không hình dung được đâu. Thôi chép bài dùm đi cái. Biết dậy đã, khi nào tao hỏi tiếp. Bản tôi gồm 3 người, đầu bàn là tôi, kế đó là nhỏ Hoài, cuối bàn là Vũ. 3 đứa tôi rất thân nhau. Mới đầu tôi rất ghét Vũ, nó đẹp trai nhưng ăn nói cộc cằn thô lỗ, nói chuyện bậy thì thôi rồi, nên hạp cạ với Hoài lắm. Hai đứa nó sáp lại là nói bậy kình trời. Ngược lại tôi như con ngố, cứ mắt tròn mắt dẹt khi nghe hai đứa nó nói bậy. Lắm lúc quê gì đâu, nhưng lại rất hay hóng hớt, bởi vì tôi rất tò mò. Tò mò vốn là bản tính bẩm sinh của con người mà, he he. Hoài xuất thân trong một gia đình có truyền thống mổ heo lớn nhất ở xã đó. Vì nhà cách xa trường gần 30 cây số nên Hoài ở trọ gần trường cho tiện việc học tập. Chiều thứ bảy hàng tuần thì nó đạp xe về thăm nhà. Chính vì là con nhà buôn bán, từ nhỏ Hoài đã phụ ba mẹ ra chợ bán thịt heo, nên Hoài khá dạn dĩ, lanh, trải đời hơi sớm. Còn Vũ thì mẹ làm giáo viên cấp 2, nhà nó ngay chợ thị xã rất sầm uất, gọi là dân xóm chợ, nên đầu óc nó lúc nào cũng dễ tiêm nhiễm tủ lung. Chỉ mỗi tôi sinh ra được ba mẹ ấp ủ không cho đi đâu, đi học có xe hơi đưa rước, học xong là xe đưa về nhà. Hơn nữa, bà tôi lại rất nghiêm khắc, chính vì thế mà trí óc tôi so ra non nớt với bạn bè đồng trang lứa. Tuổi đó, bạn bè trong lớp cũng khá nhiều đứa đã biết yêu rồi, Hoài cũng vậy, chỉ mỗi tôi khờ khạo chả biết gì. Một sáng nọ, Vũ mượn tập anh văn của tôi để chép bài, lát sau nó trả tôi mà ánh mắt trông rất khác lạ, tôi ngây ngô, nào có hiểu chuyện gì. Mở vở ra thì thấy lá thư, vô tình quay sang thấy được, Hoài nhanh tay giật lấy mở ra xem rồi ré lên. Vũ vội giật lại nhưng không kịp, tôi đẻ nhỏ kia vươn tay chộp lấy để đọc thì tá hỏa. Nhì ơi, tự nhiên mấy ngày nay tao thấy thích mày. Tôi ngạc nhiên tột độ, nét chữ Vũ nắn nót viết trên trang giấy trắng cứ như nhảy múa, làm tôi bàng hoàng đến ngẩn ngơ. Hoài cười khúc khích trêu Vũ. Vũ, mày tỏ tình thì phải xưng bạn, chứ sao lại kêu mày tao, ngốc quá đi. Vũ xấu hổ quá, liền bỏ đi ra ngoài, còn Hoài cứ đeo bám chọc tôi suốt. Hôm đó, tôi ngồi học mà cứ như người mất hồn, không tiếp thu được chữ nào vào đầu. Cảm giác bềnh bổng như lướt sóng, tim đập dồn dập, môi cứ vật vơ cười. Tối về nhà, cứ lâu lâu lén mở bức thư Vũ ra đọc lại, con tim lại thấy xuyến xao, cảm giác cứ như bay bổng tận mây xanh. Cái run rẩy đầu đời khi được một người con trai tỏ tình. Trước giờ cũng có rất nhiều đứa thích tôi, nhưng chưa từng có ai làm tôi ngây ngất đến như vậy. Bọn họ toàn thể hiện bằng những hành động xến xúa như tặng hoa, viết thiệp, mời đi ăn kem theo lẽ thường tình, thì Vũ lại chọn cách khác, viết thư tỏ tình mà chỉ có mỗi một dòng, không bay bướm, không màu mè, nhưng chất lử. Vậy nên làm tôi chấn động nhất. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Vũ thích tôi, vì thường ngày nó nói chuyện với tôi rất cộc cằn, toàn gắt gỏng tôi thôi. Đã vậy, nó lại rất đẹp trai, lắm gái vây quanh. Nữ sinh cùng khối nhiều đứa thích Vũ ra mặt, lại toàn gái xinh. Thế mà sao Vũ lại để ý đến đứa ngu ngốc như tôi được chứ? Nghĩ mãi cũng không thể ngờ được. Trời ơi, rồi mai đến lớp làm sao tôi có thể đối diện với nó được? Ngượng chết đi, rồi con Hoài nữa, nó sẽ ghẹo cho xem. Sáng đến lớp, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, Hoài thọc lét trêu tôi, véo má tôi, giọng rất ư là nham nhở. Có đứa bị tiếng sét ái tình rồi, có đứa tương tư rồi, Vũ nè. Tôi không biết rúc mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ, còn Vũ ngồi bên kia, lén lén nhìn qua. Sau ngày ấy, Vũ không còn xưng mày tao với tôi nữa, toàn gọi bạn hoặc xưng tên. Tôi cũng ngại ngùng không kém mỗi khi giáp mặt với nó, không còn vẻ tự nhiên cố hữu nữa,
nhưng Hoài hiểu ý kéo chúng tôi xích lại gần, và cái khoảng cách vô hình kia tự nhiên mất đi. Tiếng trống trường đã điểm báo kết thúc hai tiết học đầu tiên, và chỉ ngay sau đó, tiếng trống thể dục giữa giờ vang lên đều đều, rền vang như rục rã. Các bạn học sinh mau chóng xuống sân trường, xếp hàng để chuẩn bị cho buổi thể dục. Từ các ô cửa, các bạn ùa ra như một đàn chim sổ lồng, tất cả nhanh nhẹn tìm vị trí của mình để xếp hàng. Chẳng mấy chốc, các hàng đã thẳng tắp, trông rất đẹp mắt. Mỗi lớp, dưới sự chỉ đạo của bạn lớp trưởng, xếp thành hai hàng ngang đều tăm tắp. Các em khối lớp 11 đứng trên, còn các bạn khối 12 xếp hàng phía dưới. Các bạn dàn hàng đúng khoảng cách một sải tay để khi tập tránh các động tác giang tay không bị va chạm giữa bạn này với bạn khác. Sau khi việc chỉnh đốn đội hình đã xong, hàng dọc thẳng, hàng ngang cũng thẳng, mọi người bắt đầu tập bài thể dục được nhịp theo tiếng trống nhịp nhàng. Bài thể dục có tất cả 15 động tác và chỉ trong vòng 5 phút, bài thể dục đã kết thúc, toàn trường đồng thanh hô khẩu hiệu theo tiếng trống rồi tản ra. Người thì về lớp nghỉ, người đi ra sân chơi đá cầu. Chúng tôi cũng thế, đi ra căng tin ngồi chơi. Được tiếp sức của Hoài, Vũ công khai thích tôi ra mặt. Giờ ra chơi 15 phút, Vũ toàn rủ Hoài và tôi ra căng tin ngồi. Lúc thì nó mua nước và cóc ổi xoài me ngâm vào lớp cho cả đám ăn, làm con Hoài thừa dịp trêu tôi. Ê, Vũ, con Nhi nó cứ hay thắc mắc về nụ hôn, hay ông hôn nó một cái cho nó tận hưởng được cảm giác sung sướng đó. Tôi quay sang vỗ mạnh vào vai nó, nói bậy nè. Còn Vũ cứ cười ha hà. Hoài nó lại chọc tiếp. Sao Vũ, ông nói đi chứ, thích con người ta thì sấn vô hôn thôi, không thằng khác nó cướp nhà. Ông biết thằng Vương lớp A1 không? Biết. Sao? Thằng đó bữa giờ sắp sắp còn Nhi Hoài đó. Vũ sầm mặt lại. Có vẻ trước giờ Vũ không ưa Vương. Tôi đưa tay véo cánh tay Hoài. Mày thôi dùng tao cái, bé bé cái miệng đi. Dùng đi con quỷ nhỏ. Trống đánh vào tiết, chúng tôi vội vào lớp ngồi ngay ngắn, quên luôn câu chuyện khi nãy đang giang dở. Sáng nay là sáng thứ hai đầu tuần, tiết đầu là chào cờ. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, thầy đang điểm lại tình hình các khối trong tuần qua, đồng thời xếp thi đua cho từng lớp. Dưới này chúng tôi nháy mắt ra hiệu nhau, rồi cúi rạp người xuống nối đuôi nhau chạy qua bên mé hồng trường. Bờ tường khá thấp, tôi và Hoài cột hai tà áo lại với nhau. Vũ sùng phòng cúi xuống, giơ lưng cho chúng tôi trèo lên để nhảy tường. Nhóm dù giờ gồm tôi, Hoài, Vũ, tổ trưởng tổ 3, Hiếu, tổ trưởng tổ 1, Long, tổ trưởng tổ 2, Thuận, tổ trưởng tổ 4, Dũng, lớp trưởng, hội tụ đủ ban quản sự của lớp. Chúng tôi nhảy qua tường, ra quán cà phê dư âm bên hông trường ngồi. Quán này sát trường nên khách đa phần là học sinh, chọn một bàn khuất, gọi 2 ly cà phê sữa đá và 5 ly cà phê đen xong, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm. Lòng mở lời, mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, mà tao thấy mông lung quá, chưa định hướng là học gì, làm gì ở tương lai. Hiếu nói, tụi tao cũng thế, có riêng gì mày đâu. Dũng lớp trưởng cười cười, tụi mày lo nghĩ nhiều quá, sức học tụi mày cũng đâu có tệ. Ờ, thì mấy đứa bên khối chuyên nó học dã man nên cũng lo chứ mày. Chúng tôi cười xòa, bất chợt Hoài lắc vai tôi hỏi, ê Nhi, đại ca xóm chợ của lớp 12A1 ngồi bên kia phải không? Hiếu trả lời, nó chứ ai? Hoài hỏi tôi tiếp, bữa giờ nó có viết thư cho mày nữa không? Có chứ, nhưng tao không thèm trả lời. Đúng là không hiểu nổi, trước nó ghét mày như gì, còn đòi chửi mày, sao giờ lại thích mày vậy? Vũ xèn vồ, thằng Vương à? Ừ, mấy đứa kia làm sao? Sao tụi tao không ưa thằng đó chút nào? Chảnh thấy ghét, ý làm cờ đỏ trường nên mặt lúc nào cũng kềnh kềnh, muốn đấm cho một cái. Ừ, tao cũng ngứa mắt lắm. Hoài hỏi tiếp, Nhi, mày kể tao nghe xem vụ đó nào. Tao không biết, chỉ thấy sau bữa đó nó thay đổi tính. Trưa hôm thứ sáu lâu rồi, tao qua nhà con Thảo nghỉ trưa bên đó để chiều đi học thêm cho gần. Không ngờ đụng mặt chả ở nhà con Thảo. Vì trái thân với chị em con Thảo lắm, nhà lại kế bên nữa. Tao tính bỏ về, thì con Thảo kéo tao ở lại. Bất đắc dĩ, tao ngồi lại mà chả vui gì. Bất ngờ thằng Bon, em Thảo học chung khối với chúng tôi, học lớp A1.
kể chuyện bậy, lại trúng gu bậy của tao. Dậy là tao kể hết những chuyện bậy mà hai đứa mày hay kể cho tụi nó nghe. Nghe xong chuyện, thằng Trả nhìn tao không chớp mắt. Lúc đó tao ngạc nhiên, rồi nghĩ rằng chắc thằng Trả đang kinh hồn bạt vía khi nghe tao kể bậy. Tôi ngừng kể, cầm ly cà phê sữa lên húp một ngụm, còn hoài hối, kể tiếp, nhanh không hết giờ. Thì đó, sau đó tao với con Thảo đi học thêm về, thì thấy nó đứng trước trường đợi tao. Tao hoảng lắm, nghĩ là nó tới chửi mình, nên run dã man, mặt tái mét. Ai ngờ nó đi tới nhìn tao cười hiền khô à. Nó cất tiếng hỏi tao trước, bạn đang đợi người nhà tới đón hả? Tao tẽn tỏ, chẳng hiểu chuyện gì cũng gật đại. Rồi từ đó cứ canh đến giờ ra về là đưa tao ly nước mía, bữa thì chè, toàn chè tao thích, có hôm là bịch me ngâm. Mà không hiểu sao nó biết mấy món khoái khẩu của tao nữa, đến chị em con Thảo cũng không hiểu ất giáp gì luôn. Còn Hoài cười lớn, làm bọn kia cũng cười ngặt nghẽo theo. Ha ha ha, thì con Thảo khai chứ đâu. Mà tao nghĩ nó nghe chuyện bậy của mày nên ghiền mày luôn rồi. Bình thường mày nhát mà bữa đó mày bạo dữ. Tao cũng không biết nữa, hì hì, y như bà nhập. Cả đám cười ầm ầm chống đánh vào tiết học. Chúng tôi nhanh tay trả tiền nước rồi quay vô lớp. Năm tháng học trò cứ trôi qua trong êm đềm như thế. Đến ngày nọ, thấy Hoài trầm tư, học hành chạy màng, tôi lo lắng hỏi bạn. Mày sao thế? Tao buồn quá, có chuyện gì nói tao nghe. Dạo gần đây, người yêu tao có vẻ hở hững quá, cuối tuần về gặp nhau mà thấy anh xa vời làm sao? Hay ông ấy mệt hoặc buồn chuyện gia đình gì không? Không phải, mà tao cảm giác Huy không còn yêu tao nữa, thấy anh ấy thở ơ lạnh lùng đó, không còn vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy tao. Giờ mặt mày đăm đăm khó chịu, nói chuyện một chút là muốn cãi nhau, tao mệt mỏi quá. Sao vậy được, tụi mày yêu nhau cũng 3 năm rồi, chắc do mày nhạy cảm quá thôi. Không phải đâu, khoảng hơn 1 tháng nay rồi, cuối tuần về gặp nhau, đi chơi mà thấy khoảng cách lắm, không hổ hởi nhiệt tình như xưa. Vậy mày có tìm hiểu được gì không? Không, thôi đừng buồn nữa, chắc không có chuyện gì đâu. Hoài im lặng không nói gì, lòng tôi cũng rối bời theo bạn. Nhưng biết làm gì đây, khi tôi còn chưa biết hương vị yêu đương như thế nào thì làm sao khuyên nhủ hay phân tích cho nó được. Thoát cái hết tuần, nghỉ ngơi được một ngày chủ nhật, nên sáng đầu tuần vào lớp, đứa nào cũng phấn chấn hớn hở, có mỗi mình Hoài cứ thui thủi một mình. Hôm nay có tiết hóa cô Trà, vốn là sát thủ của trường, cực kỳ khó chịu, giọng nói thì chua lẻ như giấm. Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Tiếng xé giấy xoẹt xoẹt, tiếng dở sách rột rạt. Các em cất hết sách vở vào ngăn bàn và chép đề nào. Câu 1. Cả lớp im phăng phắc làm bài. Cô giáo đi lên đi xuống ngó nghiêng, thi thoảng vẫn có tiếng thì thầm trao đổi bài. Lâu lâu cô vẫn nhắc, mọi người trật tự nào. Cả lớp lại im lặng, chăm chú làm bài. Không gian yên ắng, tiếng co ro của chiếc quạt trần đang chạy, tiếng bước chân cô giáo đi lên đi xuống quan sát học sinh, bỗng có tiếng quát lớn của cô giáo. Hoài, em đưa bài kiểm tra cho tôi. Cả lớp đổ dồn vào nhìn Hoài mà không hiểu chuyện gì. Bài này em bị điểm không vì tội quay bài. Hoài lặng thần ngồi đó, cô nói tiếp. Các em làm bài tiếp đi, còn 5 phút nữa là hết giờ. Chúng tôi lại cắm cúi vào làm bài tiếp. Đến hết giờ, lớp trưởng đi thu bài của các bạn rồi đem lên nộp cho cô Trà. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Hoài, nó đang khóc hừng hức, nước mắt đong đầy. Tôi thương bạn quá mà không biết nói sao, chỉ khẽ nắm tay nó lắc lắc và mong sao cho mau hết giờ, cho mau để nói chuyện với nó. Tiết học trôi qua trong nặng nề, cả lớp ai cũng hoang mang. Cuối tiết đó, cô Trà phê vào sổ đầu bài, còn dê to đùng kèm lời phê, Hoài quay tài liệu. Ra trời, tôi ôm lấy Hoài vỗ về. Sao vậy? Nói tao nghe. Tối hôm thứ bảy tuần rồi, tao thấy Huy chở con Cúc đi ăn chè, mà con Cúc là đứa bạn thân từ thuở cấp 1 đến giờ. Tao cố dụi mắt mấy lần mà vẫn không tin được có chuyện đó. Tao bị lừa dối bấy lâu nay mà chẳng hay biết gì. Trời ơi, rồi mày làm sao? Làm được gì nữa? Tao đứng chết lặng nhìn họ, mở lớn mắt nhìn Huy tỉnh tứ bên con Cúc. Suy sụp mày ạ, không biết bọn họ qua lại từ khi nào.
Người yêu thì lừa dối, bạn thân thì phản bội, đau lắm. Ta không thể ngờ rằng họ lại lén lút làm chuyện bất nghĩa như thế, khác nào đâm ta một nhát dao chí mạng hả mày? Tao sốc quá. Hích, hích. Thôi, mày nín đi, nhưng mày đã tìm hiểu tường tận chưa? Hay là nhìn nhầm ai đó? Sao mà nhìn nhầm được? Tối đó, tao hẹn gặp Huy, nhưng anh ấy bảo bận. Tao buồn quá, xách xe chạy lang thang cho khuây khỏa, thì thấy hai người họ. Huy còn mặc áo sọc caro xanh do tao mua tặng hôm sinh nhật nữa mà. Sao lúc đó mày không lao vào hỏi hai con người kia cho ra lẽ? Biết đâu có sự nhầm lẫn nào sao? Nhầm sao được? Huy còn ôm con Cúc nữa mà tao cũng không đủ can đảm chạy tới hỏi. Thả rằng mắt không thấy, tai không nghe còn hơn là nhìn thấy trực tiếp để rồi đau như thế này. Tôi nuốt tiếng thở dài lặng lẽ ôm nó. Vũ bên này cũng trầm tư theo. Hoài cứ thút thít khóc. Mọi người trong lớp xì xào bàn tán, chắc nghĩ Hoài đang ấm ức vụ điểm không khi nãy. Ánh mắt nhìn Hoài không mấy thiện cảm. Tụi nó tức cũng đúng, tự nhiên lớp bị ăn con dê thì lớp còn thi đua được gì? Kiểu này thế nào cũng bị cô giáo chủ nhiệm la mắng cho xem. Tiếng trống vào lớp, bọn tôi gác lại mọi thứ để tập trung học. Giọng thầy giảng bài đều đều trên bục giảng, tiếng phấn lục cục ghi trên bảng. Dưới này chốc chốc tôi quay sang nắm tay Hoài như động viên, vẫn không làm Hoài nguôi được niềm đau. Giờ Hoài nhìn đâu cũng thấy hình ảnh hai bọn họ, rồi cả ánh mắt nồng cháy Huy trao cho Cúc, cái bóng dáng thân quen tình tứ bên đứa bạn thân làm Hoài đau thấu tim gan, cảm giác uất mà không thể diễn tả được. Hoài không đủ can đảm đối mặt với Cúc để mà chất vấn, lại càng không thể tìm gặp Huy để hỏi rõ ngọn ngành. Hoài chọn cách im lặng chịu đựng vì sợ khi đối diện ánh mắt Huy sẽ khiến Hoài không chịu nổi mà gục ngã mất. Cứ thế, để rồi tâm can giằng xé, đau đớn tột độ, phải làm sao bây giờ? Ngày qua ngày, Hoài đến lớp với bộ mặt ảm đạm, đôi mắt chất chứa nỗi sầu vương, thân xác tiều tụy, dáng đi thiểu não. Tối về phòng trọ, nằm vật vờ đến khổ sở. Hoài chẳng thiết gì ăn uống, bài vở cũng không màng, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng về hai người kia. Hoài học hành giảm sút rõ, đầu óc lơ đãng, tiết nào cũng bị thầy cô nhắc nhở. Tôi thấy thật không ổn chút nào nên khuyên nó: mày coi xem thứ bảy này về hẹn gặp lại hai người kia hỏi cho rõ ràng đi, chứ cứ thế này tao sợ mày gục mất. Năm này lại là năm cuối cấp mà mày cứ thế này thì làm sao thi tốt nghiệp được. Tao buồn quá, lỡ như Huy xác nhận là quen Cúc thì sao hả mày? Thì tát cho hắn một cái rồi mỉm cười quay bước đi thôi, chứ nói gì nữa. Còn con Cúc cứ để đó cho mọi người phán xét nó. Không hiểu yêu có gì hay không mà sao mọi người cứ đâm đầu vào để rồi vật vã bị lụy thế này. Tôi hơi bị vô duyên khi nói vậy trong khi bạn mình đang sầu khổ. Trách sao cái đứa hầm dở như tôi khi chưa từng nếm trải sự thống khổ của lẽ bạc tình. Chính vì vậy tôi ngây ngô đến lạ lùng. Hoài buồn bã đáp: mày không hiểu được đâu, dễ gì quen 3 năm mà nói buông cái là buông được ngay. Không lẽ mày nuối tiếc cái thằng chết tiệt đó có xứng đáng không? Tao không biết, nhưng tao không chịu nổi khi chia tay đâu, đau khổ lắm. Chứ giờ làm sao? Tao không biết nữa, hu hu. Hàng tuần trôi qua, Hoài vẫn trưng bộ mặt buồn thảm thống thiết đó. Tôi hỏi chuyện thì nó kể: tao cứ lờ như không biết chuyện gì mày ạ, nhưng vẫn đang theo dõi động tĩnh của họ. Hai, sao không dứt luôn cho rồi? Từ bữa gặp hai người họ đến nay, không thấy họ đi chung nữa. Nhưng mà Huy vẫn cứ lảng tránh tao. Không lẽ mọi chuyện tao nhìn thấy là sự thật hả mày? Tao cũng chịu, nghe mày kể tao cũng không biết sự tình ra sao. Có đúng là hai người kia quen nhau không thì chưa thể kết luận được. Ừa, tao mệt mỏi quá, chẳng còn tâm trí học hành hay làm gì cả. Tao không biết nói sao nữa. Thôi, mày ráng lên. Thấm thoát đến sáng thứ bảy, vào tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp cứ lấm lét nhìn cô, không khí ngột ngạt kinh khủng, tiếng vỗ bàn cái ầm kèm theo tiếng quát vang lên. Tôi không biết các em nghĩ gì, hay các em muốn khuếch đại cái biệt danh cả trường tặng cho lớp này, đúng là bê bối. Lớp tôi vốn dĩ là 12B4,
nhưng hay bị hạng kém nên toàn bị các thầy cô và bạn học cùng khối gọi là 12 bê bối. Cả lớp im re, cô quát tiếp, tuần nào thi đua toàn khối, lớp cũng đứng hạng bét vì giờ xề nhiều. Thì tuần này mọi người vinh dự đón nhận điểm D sáng ngời, đẹp mặt quá nhỉ. Chúng tôi cúi gằm xuống bàn, tiếng cô lại cất lên, Hoài, em đứng lên. Hoài rụt rè đứng lên, em nói cho tôi biết tại sao dạo này em luôn bị các thầy cô phê bình trong sổ đầu bài. Cô Trà còn gặp riêng tôi trong phòng giáo viên, phản ánh em rất gay gắt, một con sâu làm dầu nổi canh, một người vô kỷ luật như em mà khiến bao nhiêu người phải chịu ảnh hưởng theo. Em có biết không, có lường được kết quả như ngày hôm nay không? Dạ, em xin lỗi hả. Cuối học kỳ này, em sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu. Nếu không chấn chỉnh lại ngay, thì khả năng em sẽ không được thi tốt nghiệp. Liệu hồn, tôi thật sự thất vọng về các em. Lớp làm tôi xấu hổ vô cùng. Lớp im phăng phắc, một tiếng động cũng không có. Là dậy mãi cũng chán, cô ngán ngẩm nói, mọi người nghỉ đi. Cô lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Mọi người ai nấy đều ủ rũ ra về. Tôi cũng hối hả gọi Hoài về kẻo trưa, nhưng nó cứ thử người ra trầm mặc, kéo mãi nó mới chịu đi về. Chiều đạp xe về nhà với tâm trạng rối bời, quãng đường hơn 20 cây số, mọi lần về không thấy xa mà sao lần này lại xa tít thế này. Hoài đạp tốc hành vẫn không tới nhà. Mặt trời khuất dạng sau những dãy núi, từng tia nắng yếu ớt tan biến dần, gió lùa từ những hàng cây thổi vào người mát rượi nhưng không xua tan được nỗi buồn bực trong lòng Hoài. Đủ thứ chuyện kéo đến khiến con tim non nớt như Hoài không chịu nổi, muốn quỵ ngã mất. Nhớ lại ngày ấy, Hoài bắt đầu quen bạn trai từ thời học trung học cơ sở. Vào năm lớp 9, nhà họ cùng xã, Huy rất cao to và ưa nhìn nên trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, lọt vào mắt xanh của bao nhiêu bạn gái, trong đó có Hoài. Nghĩ lại cũng tức cười, Hoài rõ ràng có cảm tình trước với Huy nhưng không dám thổ lộ ra, cứ giấu kín trong lòng. Đến lúc anh ấy tán tỉnh thì Hoài lại quay ra làm lơ. Ngày nào khi tan trường, Huy cũng chở Hoài trước cổng trường rồi lẽo đẽo theo sau về nhà. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, Hoài nhận được lá thư tình đầu đời của Huy, khiến Hoài bao đêm không ngủ được. Cứ cầm lá thư rồi cười ngây ngô, ánh mắt lên niềm vui sướng, cảm giác rất lạ lùng, rồi chấp nhận quen Huy. Ngày được Huy nắm tay, về nhà Hoài chẳng còn muốn làm gì, cứ nằm trên giường, hìn hít nhẹ bàn tay còn vương mùi hương của anh. Hoài nâng niu vô cùng, cứ sợ phai mờ đi khoảnh khắc ấy. Rồi ngày ngày đi bên cạnh nhau tới trường, rồi cùng về nhà, cuối tuần chở nhau đi ăn kem hoặc lên đập Nha Trinh ngồi ngắm thác nước chảy. Những buổi chiều tà, họ ngồi dựa vào nhau ngắm hoàng hôn và cùng vạch định tương lai cho cả hai. Tình cảm cứ thế phát triển lên, ngày một sâu đậm dần. Mối tình thuở học trò ấy cũng làm động lực cho cả hai học tập thật tốt, phát huy hết năng lực vốn có của mình. Thành ra đứa nào cũng được bằng khen. Cha mẹ Hoài và Huy rất hài lòng. Thấm thoát vậy mà đã 3 năm, cứ ngỡ năm nay thi tốt nghiệp xong sẽ cùng nhau thi chung trường đại học. Nào ngờ mọi chuyện giờ lại đi vào ngõ cụt thế này. Huy thay lòng hay Hoài vô tâm, Hoài cũng chẳng rõ. Chỉ là một cảm giác hẫng hụt, một thói quen khó bỏ thôi, mà sao làm tim Hoài nhức nhối thế này. Không thiết tha bất kể cái gì, người cứ như hụt hơi, lảo đảo như kẻ say rượu, mãi mãi không được tỉnh táo. Về đến nhà, Hoài vội thay bộ đồ rồi ra phụ mẹ bán hàng. Lòng vốn đang ngổn ngang trăm mối nên tính tiền khách mà quên trước quên sau, tính nhầm suốt khiến bà Hoài cáu tiết chửi nhặng lên. Mẹ mày, tốn tiền nuôi ăn học mà bán buôn không ra cái gì. Hoài mặc kệ vì quá quen rồi. Bà Hoài là dân chợ búa nên ăn nói rất thổ tục và cục xúc. Thầm lặng dọn dẹp quét dọn đâu đó rồi vào nấu cơm. Bữa tối Hoài ăn qua loa, nuốt vội miếng cơm đắng ngắt vào miệng cho có lệ. Đợi cả nhà ăn xong, Hoài vơ vội chén bát đi rửa giấy sạch sẽ, lau dọn kỹ lưỡng. Sau đó lao vào nhà tắm để tắm táp cho tỉnh táo thần trí, tẩy sạch bụi đường, thay đại bộ đồ tây đơn giản. Hoài bước vội ra phòng khách gặp bà Hoài, cất tiếng thưa. Bà cho con đi qua nhà bạn chơi, chút 9 giờ con về nha. Về muộn thì xéo luôn nghe chưa? Dạ con nhớ rồi ạ.
dắt vội xe đạp ra đầu ngõ. Hoài leo lên xe, lấy chớn đạp qua con dốc nhỏ, gió từ hai hàng cây bạch đằng ùa vào mái tóc, vè vuốt gương mặt Hoài như muốn nhắc Hoài nên trấn tĩnh lại. Vừa đạp xe vừa thở dốc, chống ngực đánh ầm ầm, xiết lên từng quãng, làm Hoài thấy khó thở, hai bàn tay nhớp nhố mồ hôi, tay lái loạn choạng, căn bệnh tim bẩm sinh lại bộc phát nữa rồi. Dừng xe lại, Hoài ngồi thụp xuống vệ đường, cố dùng tay vuốt nhẹ lồng ngực, từ từ hít vào thở ra, thật nhẹ nhàng đều đặn. Sau vài phút đi qua, khi cơn đau đã ngừng, Hoài vội vàng lên xe, đạp qua nhà Huy. Đến ngõ nhà Huy, thấy thấp thoáng hai bóng người, chắc là cặp đôi nào đó. Nhớ lại chuyện của mình, lòng bỗng thấy xót xa, gió rít từng cơn trên đỉnh đầu. Cây cối va vào nhau kêu xào xạc, bầu trời âm u như dự báo điều chẳng lành sắp tới. Hoài đạp xe thật chậm tiến lại gần. Hình dáng người con trai kia sao giống Huy quá vậy? Hoài cố nheo nheo mắt nhìn kỹ thì hỡi ôi, đúng là Huy. Mà Huy đang đứng trò chuyện với ai vậy? Nhìn thật kỹ lại thì người có mái tóc dài là con Cúc. Hai người họ tay trong tay thật tình tứ dưới hàng me. Bất chợt Huy đưa tay lên khẽ vuốt bờ tóc rối của Cúc, rồi chạm nhẹ vào gương mặt ấy, môi thầm thì nói điều gì chẳng rõ, rồi đặt nụ hôn sâu lắng lên môi Cúc, mắt kề mắt, môi kề môi. Hai người say sưa chìm đắm trong ái tình, nào hay biết có người đang bất lặng đứng nhìn họ. Bắt gặp khoảnh khắc ấy, Hoài mở mắt trừng trừng, chân như hóa đá, con tim chết lặng ngay từ phút giây này. Tận cùng nỗi đau không thể thốt lên thành lời, đôi mắt phủ đầy hơi sương, đớn đau nhìn hai kẻ kia, người bạc tình kẻ bội nghĩa. Một người đã từng yêu và gắn bó tận 3 năm, cùng nhau đi qua bao cung bậc cảm xúc, bao yêu thương bỗng chốc xóa nhòa bằng nỗi đau thấu tận xương tủy. Tìm Hoài tựa hồ như bị bóp nát đến vỡ vụn. Một kẻ được coi là bạn thân chí cốt từ nhỏ lại lén đâm Hoài một nhát dao lút tim. Đứng bất động khoảng hơn 5 phút, Hoài mới lê bước chân tới Huy, giọng nghẹn ngào. Huy giật bắn người quay lại. Hoài, sao em lại tới đây? Cúc cũng hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt rực lửa của Hoài. Hoài, tao xin lỗi mày. Hoài gào lên trong tuyệt vọng. Hai người nói đi, bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc nào hả? Huy bối rối. Anh... Hóa ra lâu này, hai người đã lén lút qua lại với nhau. Tôi như con ngốc chẳng hay biết gì, để hai người mặc sức trả đạp. Hù hù, thật uổng công cho tôi đặt hết niềm tin yêu với anh, một lòng một dạ son sắt bên anh. Còn anh thì sao? Sẵn sàng đánh đổi 3 năm bên nhau của tụi mình để đến bên nó. Anh nghĩ gì vậy? Hích hích. Huy khó xử trả lời. Em về đi, có gì mai ta gặp nhau. Hoài khóc lớn. Em không về, hai người phải nói cho rõ ràng. Cúc, bộ tao không đủ tốt với mày à? Cớ sao hèn hạ đi cướp bạn trai tao? Thiên hạ này đâu thiếu gì người. Tại sao mày lại chọn anh ấy? Mày thèm khát đến như vậy à? Mày nói đi, nói tao nghe. Cúc lý nhí trả lời. Tao xin lỗi. Thật ra thì... Hoài dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cúc. Mày thật đê tiện. Đến bồ của bạn thân mà mày cũng không từ thủ đoạn. Mày hèn lắm. Tao nhìn lầm mày mất rồi. Huy vội phân trần. Không phải lỗi của Cúc đâu. Em đừng như thế. Hoài nhìn Huy đầy thẳng thốt. Còn anh, có phải anh đã chán em hay tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để vượt qua cạm bẫy này? Anh nói đi, có phải do nó dụ dỗ mới khiến anh trở nên như thế này? Anh nói rồi, không phải Cúc dụ dỗ gì anh, chỉ là dạo gần đây anh cảm thấy có tình cảm với cô ấy. Hoài mở lớn mắt nhìn Huy trừng trừng. Anh nói sao? Từ khi nào? Anh nói đi. Em về đi, giờ em không được bình tĩnh có nói gì em cũng không thể hiểu được đâu. Anh không nói được à? Ngay từ lúc tôi đi xuống Phan Giang học thì anh thay lòng. Hay thật, tại sao tôi lại không ý thức được mọi chuyện để giờ hai người đang yêu nhau trước mặt tôi cơ chứ? Vừa nói vừa khóc, khuôn mặt Hoài toát lên sự thống khổ lẫn tuyệt vọng. Bất chợt, Hoài nghe giọng năn nỉ Huy. Nhưng mà anh à, giờ vẫn chưa muộn đâu. Nếu anh dừng lại, em sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ lại trở về như xưa, được không anh? Huy quát lên, em
về nhà đi, anh nói em nghe không? Hoài ôm ngực khóc nấc lên. Em không về, anh phải hứa đi. Anh hứa quay lại bên em thì em mới về nhà. Em điên rồi, đừng cố chấp như vậy. Anh đã không còn yêu em nữa rồi, em về đi. Em không tin đâu anh à, đó không phải là sự thật. Huy lạnh lùng nói thẳng, em có chấp nhận được chuyện anh vừa quen em, vừa quen cả Cúc không thì mình tiếp tục. Hoài thẳng thốt nhìn Huy mà không tin được câu nói ấy từ chính miệng Huy thốt ra. Anh, em chịu được thì mình tiếp tục, còn không thì chấm hết tại đây. Hoài đau khổ và nài Huy, anh giận em nên mới nói như vậy phải không? Anh đừng như thế, em sẽ không sống nổi nếu xa anh đâu, hù hù hù. Hoài nức nở khóc, tay cứ lay lay níu kéo Huy. Cúc cũng lặng thinh, đứng đó trơ mắt ra nhìn Hoài, nhạt nhòa trong nước mắt. Huy vung tay gạt mạnh Hoài và quát nhỏ, như anh đã nói rồi đó, em không đồng ý thì mình chia tay nhau đi, xin em giữ lại chút tự trọng. Hoài ngã xuống, sụt lờ khóc ngất, nằm bệt bên vệ đường vật vã, tay đập đập, cào cấu vô thức trên nền đất bẩn. Hai kẻ tội đồ kia thản nhiên nắm tay nhau bước qua Hoài mà đi về, bỏ mặc Hoài nằm oằn ra đó khóc lóc thảm thiết. Hoài khóc thật lâu, khóc mải miết cho đến khi cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, mưa to như chút nước, sấm chớp ầm ầm, nước chảy lênh láng ướt cả con đường nhỏ. Từng hạt mưa quất thẳng vào mặt tựa như những cú tát Huy dành cho Hoài. Cả người ướt lướt thướt như chuột lột, ngồi thu lu bên chiếc xe đạp ngã chỏng chành giữa đường. Mặc mưa tuôn rơi, gió thét gào bên tai, không làm Hoài thức tỉnh. Ngồi đó một lúc như người vô thức, mãi lúc sau Hoài mới đứng dậy dựng chiếc xe lên, rồi đạp ra quán mùa chài rượu nếp, ghé đại vào mái hiên nhà ai đó, ngồi vật ra tu từng cơn ửng ực. Quái lạ, sao càng uống lại càng tỉnh thế này, càng hiện rõ một một lúc Huy nói lời đoạn tuyệt, rồi cảnh hai kẻ phản bội hôn nhau say đắm, khiến Hoài cười lớn, ruột gan cào xé, thần trí điên loạn. Hoài gào lên, em không cam tâm Huy à, em không cam tâm mà, sao lòng em đau quá đi mất, sao anh tàn nhẫn đến mức như vậy. Mưa rơi ngoài mặt, máu chảy trong tim, nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, mà chia sẻ thì có ai cảm thông cùng Hoài, hay lại chửi Hoài ngốc, bị phỏng tay trên mà không hề hay biết gì, hay là họ cười khinh Hoài, lụy kẻ bạc tình. Làm sao mà họ hiểu được nỗi đau Hoài đang gánh chịu, cơn đau như dâng trào lên đỉnh điểm, uất ức, đau khổ, tuyệt vọng, không ngừng vây kín Hoài. Ngồi thế đến khuya lắc khuya lờ, cơn mưa cũng đã tạnh từ bao giờ, đâu đó có tiếng chó rủa râm ran trong xóm, cả cơ thể bắt đầu run lên vì ngấm lạnh. Hoài cầm chai rượu lắc lắc, hết rồi à, chai rượu cũng đã cạn, người cũng đã bỏ ta rồi, ta không thiết tha bất cứ điều gì nữa trên đời, muốn buông xuôi mọi thứ thôi. Ngồi lạp nhàm chán chê trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, Hoài loạn choạng đạp xe về nhà trong vô thức, tay đập cửa ầm ầm gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con, mẹ ơi. Còn đĩ mẹ mày, đi đâu tận 12 giờ đêm mới về, còn la lối ùm sùm. Vừa chửi, ông Nhật vừa dúi đầu con gái một cái. Hoài trợn mắt lên đáp trả, mới 12 giờ thôi mà làm gì bà nhiếc móc con dữ vậy, cái nhà gì mà lúc nào cũng chửi và chửi, bộ chửi Hoài không chán à? Chứ còn là con chán cái nhà này lắm rồi. Chát, chát, mày ngon ha, mày dám phè phỡn uống rượu, còn đĩ. Này, hôm nay tao phải đập chết mày, thứ mất nết, ai dạy mày như vậy hả? Lại còn dám trả treo tao sao? Cho mày ăn học để nên người không muốn, lại đi toa tập cái thứ đầu đường xó chợ. Vừa chửi, ông vừa vả mấy cái làm cho Hoài nổ đom đóm mắt. Sau đó, ông ghì đầu nắm tóc con gái kéo lê vào trong sân nhà. Hoài lúc này vừa vùng vẫy vừa gào thét inh ỏi. Bà Linh từ trong nhà chạy ra, vội gỡ tay chồng. Có chuyện gì vậy anh? Sao kéo tóc con nhỏ thế này? Bà xem, liệu hồn mà dạy nó, con gái con đứa đi chơi đêm về, lại còn say xỉn. Bà mẹ muốn táng vào họng nó mấy cái cho chết mẹ nó luôn. Thôi thôi mà, anh vào nghỉ sớm đi, mai còn ra chợ, cứ để em dạy con. Ông Nhật lử mắt nhìn Hoài, lao bao chửi thêm vài câu, rồi đi thẳng vào nhà. Tiếng bà Linh quát khẽ. Sao này mày hư đốn vậy hả con?
rượu say bè bét, người ngợm lại để ướt nhèm thế này, vào nhà thay đồ đi, không là cảm lạnh bây giờ. Dìu con vào nhà mà lòng người mẹ thấp thỏm lo âu, còn nhỏ này sao vậy cả, trước giờ có bê tha như thế này đâu, cũng chưa từng cãi cha mẹ một câu mà nay nó dám phản kháng lại, còn đổ đốn thế này, còn với cái thật mệt đầu, không biết có chuyện gì mà nó lại như thế không biết. Vào nhà, bà đưa con gái về phòng, bà nhắc, con vào thay đồ đi, không khéo lại cảm lạnh, xong đi ngủ sớm, khuya lắm rồi. Hoài chẳng nói gì, lầm lũi mở tủ lấy bộ đồ ra thay. Lát sau bước ra, Hoài thẫn thờ nằm xuống giường, mắt chân chân nhìn lên trần nhà, ngó bộ dạng con gái như thế. Bà khẽ hỏi, con có chuyện gì à? Nói mẹ nghe. Hoài vẫn không đáp, rồi ngoảnh mặt vào trong tường, khẽ thở dài nhìn con. Bóng dáng con bé ủy khuất trông thật tội nghiệp. Bà lưu lại phòng Hoài thêm một chút, rồi cũng trở về phòng riêng. Có ngờ đâu, đó là lần cuối bà được nhìn thấy con gái. Trưa chủ nhật, nắng gay gắt đen oi bức, từng đợt gió lào quất từng cơn càng tăng thêm độ ngột ngạt, không khí thêm phần khô nóng, khiến tôi đổ mồ hôi nhảy nhụa. Phải nói rằng, khí hậu ở đây rất khắc nghiệt, nên chỉ thích hợp trồng những loại cây như bông vải, xương rồng và nho mà thôi. Ninh Thuận vốn được coi là vùng đất của những đồi cát nóng bỏng, những cánh đồng khô cằn, là vùng đất khô hạn nhất nước Việt Nam, một xứ sở mặn mặn vị muối biển, nắng và gió. Tôi đang lùm khum dọn dẹp nhà cửa, lau dọn đồ đạc, miệng thì nhẩm theo bài nhạc yêu thích. Nghe tiếng nhốn nháo, tiếng xe máy chạy vào sân nhà rền rĩ, tôi ngó ra thì thấy bạn bè trong lớp ổ ạt kéo tới khá đông, một tốp khoảng 20 đứa. Lòng ngạc nhiên lắm nhưng thầm nghĩ, chắc này cuối tuần lại vào mùa nắng nóng nên tụi nó rủ mình đi lên đập Nha Trinh cho mát đây. Nghĩ thế, tôi liền hớn hở chạy ra thì Thủy nói ngay, con Hoài chết rồi Nhi ơi. Tôi nghe như sét đánh bên tai, vội hỏi lại, cái gì? Mày nói lại tao nghe xem. Tôi vừa nói vừa lắc mạnh vai nó. Thủy bệu bạo, Hoài chết rồi, tụi tao vừa nghe cô giáo chủ nhiệm nói là chạy ngay lên đây báo tin cho mày nè. Tôi chới với, tựa hồ đứng không vững. Hai hàng nước mắt chảy dài, dáng gượng hỏi thêm, nhưng mà làm sao nó chết? Nghe nói nó uống thuốc sâu tự tử mày à? Thôi, tụi mình chạy xe lên nhà nó ngay đi cho kịp. Tôi chẳng kịp nghĩ được gì, chỉ biết chạy vụt vào nhà, trình bày câu chuyện rồi xin phép bà mẹ lên tiễn đưa nhỏ bạn lần cuối, và luôn tiện hỏi mượn chiếc Dream Thái của mẹ để chạy nhanh nhất có thể. Được sự đồng ý của bố mẹ, tôi thay vội bộ đồ rồi dắt xe máy ra sân. Vũ thấy tôi thần sắc bất ổn nên bước tới giằng lấy xe để chở tôi đi. Suốt cả đoạn đường dài, tôi chỉ biết úp mặt vào lưng Vũ mà khóc hừng hức. Thường còn bạn bao nhiêu, càng trách nó dại dột bấy nhiêu. Mà mới hôm qua đây, chúng tôi còn nói chuyện với nhau như vậy, tôi thấy nó vẫn còn tỉnh táo mà. Đâu ngờ, đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nó. Vũ thấy tôi khóc hoài nên sốt ruột quá vội khuyên bảo, thôi nín đi, có khóc lóc cũng không giải quyết được gì nữa, giờ chúng ta phải bình tĩnh lên tiễn biệt Hoài lần cuối. Lời Vũ nói như sát muối vào tim, càng làm tăng thêm niềm đau thương gấp bội. Tôi càng khóc to hơn, khiến Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài. Từ nhà tôi lên nhà Hoài khoảng 10 phút, nhóm chúng tôi cố vặn ga tăng tốc để chạy nhanh lên mức có thể. Hai hàng cây bên đường vụt qua vèo vèo, thêm cái nắng Ninh Thuận gay gắt như đổ lửa chiếu thẳng xuống, càng khiến chúng tôi thêm nóng lòng và bức bối hơn bao giờ hết. Lên tới cánh đồng mé, đi qua cái chợ rẽ vào con đường nhỏ, đã thấy cờ treo lất phất, tiếng trống kèn ai oán, tiếng than khóc đau thương, cả một bầu không khí tang tóc bao trùm, mùi nhang khói nồng nặc xộc vào mũi cay xè. Bà con dòng họ người quen nhà Hoài tụ tập khá đông đủ, nhưng không thể xua tan cái hơi lạnh đang lan tỏa. Chúng tôi lụt đụt bước vào, bên trong mẹ Hoài đang khóc ngất bên linh cữu con gái, xung quanh đều nhuốm màu tang tóc đau thương, ai nấy đều toát lên nỗi sầu cảm. Tôi líu xíu chân nọ sọ chân kia, quíu quáo bám lấy tay Vũ đi vào. Hình thờ Hoài dựng đó, nụ cười tươi roi rói với dòng chữ trang nghiêm: Maria Lê Thanh Hoài, sinh ngày, mất ngày.
Đằng trước di ảnh của Hoài là bát hương, bên cạnh một bình hoa huệ trắng và cây thánh giá. Tôi chạy vội tới ôm chầm lấy Hoài. Thì thể Hoài lúc này được phủ một tấm vải trắng, khẽ chạm vào tôi giật bắn người. Toàn thân Hoài đã lạnh ngắt rồi, cứng đờ, làn da tím tái, môi vẫn phớt hồng mà đến giờ tôi vẫn không thể nào lý giải được. Tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, vẫn cố hết sức lay lay gọi Hoài các kiểu mà nó vẫn nằm chơ đó, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tôi khóc rướt mướt, nấc liên hồi, đầu óc càng trở nên mụ mị, lòng đau không tả xiết. Sao mày lại dại dột như vậy hả? Vì một kẻ không đáng mà mày đang tâm dập đi tuổi thanh xuân, dập tắt bao hoài bão đang còn dang dở. Mày u mê mà vội kết liễu cuộc đời mình như thế này sao? Ôi con bạn ngốc nghếch này, hù hù hù, sao mày nỡ xa tao vậy, Hoài ơi? Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng xung quanh đang mờ lệ dần, nhạt nhòa đi. Vũ chỉ biết đỡ tôi dậy và nghẹn ngào theo. Lớp tôi hướng mắt nhìn vào khung ảnh của Hoài mà chua xót. Mấy ngày nào còn đùa giỡn bên nhau, thế mà giờ đây người đã khuất rồi. Bố Hoài bất lặng ngồi đó, sự hối hận dâng trào trong đáy mắt ông. Nhưng muộn rồi, đứa con gái út khở dại của ông đã mất rồi, mất thật rồi con ơi. Nỗi ân hận khôn nguôi này có lẽ không thể cứu vãn được mọi thứ nữa. Người đã đi, để lại nỗi đau cho người ở lại. Hoài chọn cái chết để giải thoát nỗi đau tình, kết thúc tất cả, khép lại khung trời mơ mộng để đi vào cõi xa, để lại niềm đau thương bi lụy cho chúng tôi, cho bạn bè, cho cả thầy cô. Cái chết của Hoài cũng là bài học thức tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ nên quan tâm đến con cái mình hơn, yêu thương con hơn, luôn sâu sát bên con trong những lúc con đơn côi tuyệt vọng nhất, luôn để ý tới con trong cột mốc từ 12 tuổi đến 18 tuổi, là độ tuổi dễ vì sốc nổi, dễ vì hoảng loạn mà làm điều dại dột, gây tổn thương cho bản thân mình. Sáng thứ hai bước vô lớp, tôi hướng mắt về chỗ trống ngay bên cạnh. Hình ảnh quen thuộc của nhỏ bạn thân ngày nào không còn nữa. Thẫn thờ ngồi xuống, đôi mắt tôi bây giờ là một khoảng xương mở răng phủ. Những khoảnh khắc bên nhau, những ký ức ngọt ngào đã không còn. Tất cả giờ đây chỉ là hoài niệm. Trống đánh vào tiết đầu, thầy Tuấn bước vô lớp với vẻ mặt đượm buồn. Mọi người biết ý nên ai nấy đều tự giác lấy vở ra chép bài. Tiếng thầy giảng đều đều trên bục giảng. Bên ngoài sân trường im ắng đến lạ. Nắng vàng trải dài trên những bức tường đã nhạt màu theo năm tháng. Tiếng ríu rít của mấy chú chim bên cạnh hòa lẫn tiếng ve kêu xào trĩu lòng. Bỗng từ đâu có con bướm đen bay vào lớp, đậu ngay bàn tôi thật lâu. Ngỡ ngàng tôi thốt lên, Hoài, là mày phải không? Tao nhớ mày lắm, Hoài ơi. Cái chết của Hoài đã để lại bao tiếc thương cho bạn bè. Sự dại dột và cả bồng bột của tuổi mới lớn đã đi đến một kết cục đau lòng cho những người ở lại. Khác với những câu chuyện tình yêu mà Hồng Huệ đã kể cho quý vị và các bạn nghe trước đây, câu chuyện ngày hôm nay có vẻ là chuyện tình yêu bọ xít của tuổi trẻ, nhưng đằng sau những trang viết dường như dành cho tuổi thần tiên ấy vẫn lấp lánh một thông điệp cho người lớn chúng ta mỗi khi chạm vào cuộc sống với những mảnh ghép khác nhau. Thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây đã hết. Hồng Huệ xin thân ái chào tạm biệt.